Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Như các bạn đã biết, thế giới tự nhiên muôn hình vạn trạng, các loài động vật vì thế cũng rất đa dạng, phong phú. Đa phần các loài đều sở hữu vẻ ngoài đẹp đẽ, dễ thương hay oai phong lẫm liệt. Ấy vậy mà có những loài có hình thù vô cùng kỳ dị, xấu xí. Nhiều loại động vật tưởng như chỉ xuất hiện trong truyền thuyết hay là sản phẩm của Photoshop. Hôm nay, hãy cùng Top 5 lạ kỳ đến với Top 5 loài động vật có hình thù kỳ dị thực sự tồn tại, phần 1. Sanpa Maxima. Đây là một trong những sinh vật lạ nhất trên thế giới. Sanpa là một sinh vật giống loài sứa, sống ở ngoài khơi biển California, được tạo thành từ vô số cá thể nhỏ hơn để hỗ trợ nhau. Mỗi Sanpa là một sinh vật phù du và hầu như vô hại. Sanpa ngày càng phổ biến trong những năm gần đây vì khả năng tự nhân giống theo ý muốn của chúng. Những nhân vật này gây ra nhiều vấn đề hơn bạn nghĩ. Chúng đã phá hủy hai lưới đánh cá sau khi bị mắc kẹt vào bên trong, và thậm chí bằng một cách nào đó khiến đóng cửa một nhà máy điện hạt nhân ở California. Các nhà khoa học nói rằng chúng có khả năng thích ứng với nhiều nhiệt độ nước khác nhau và miễn dịch với sự ô nhiễm mà con người chúng ta gây ra. Và nếu thực sự là như vậy thì có khi nào trong tương lai loài động vật kỳ dị này sẽ làm bá chủ đại dương? Ai mà biết được cơ chứ. Lươn bồ nông. Lươn bồ nông là một loài cực hiếm. Chúng sống ở độ sâu 3.000m dưới đáy biển. Sở dĩ chúng rất hiếm vì con mẹ thường chết ngay sau khi sinh. Cùng với việc sống ở độ sâu như vậy thì cơ hội sống sót của con non là rất nhỏ. Cơ thể loài lươn quý này gồm một chiếc miệng to y hệt miệng của một chú bồ nông. Chiếc đuôi rất dài có thể phát sáng, còn phần bụng gần như biến mất hoàn toàn. Không biết loài động vật đầu voi đuôi chuột này có họ hàng gì với loài bồ nông không? Chỉ ít thì chắc chắn là chúng đã được thừa kế cái mỏ vĩ đại của một con bồ nông vết nhầm dưới chiếc nào đó. Cá blob, blobfish. Hiệp hội bảo tồn động vật xấu xí UAPS mới đây đã công bố cá blob, hay còn gọi là cá giọt nước, cá u sầu, là loài vật xấu xí nhất trên trái đất thông qua việc bình chọn trực tuyến trên mạng internet của độc giả ở khắp mọi nơi. Cá blob được phát hiện năm 2003 tại New Zealand. Trong cuộc bình chọn loài động vật xấu xí nhất trên trái đất, UAPS đã giới thiệu sơ lược về 11 loài động vật có hình dạng cơ thể xấu xí nhất thông qua các video được đăng tải. Và chú cá mặt buồn đã bước lên đỉnh vinh quang, dù rằng cái danh hiệu ấy không được vẻ vang cho lắm. Trước đây, trong các dự án bảo tồn động vật, người ta thường quan tâm đến các loài động vật có hình dạng bình thường hay dễ coi, trong khi các loài xấu xí có nguy cơ tuyệt chủng thì hầu như không được chú ý đến. Cá blob sống ở vùng nước sâu ngoài khơi bờ biển Australia và Tasmania. Loài cá này còn được gọi là cá mặt buồn do gương mặt trông khá là sầu thảm. Chắc là chú vừa chia tay người yêu. Dù sống ở môi trường nước sâu, nhưng cá giọt nước vẫn đang bị đe dọa tuyệt chủng vì chúng thường xuyên lọt vào lưới của ngư dân. Hy vọng sau này, mỗi lần bắt được cá blob, các bác ngư dân sẽ thả chú đi vì nhận ra người nổi tiếng. Cá rơi mùi hồng, red lip badfish. Có ngoại hình không mấy bắt mắt, nhưng bù lại đôi môi của cá rơi mùi hồng lại trở thành nét đặc trưng của chúng. Gọi là cá, tuy nhiên loài này lại không hề biết bơi. Chúng di chuyển bằng các vẫy ức bằng cách bò dưới đáy biển. Cá rơi mùi hồng có hình dáng na ná một con rơi. Chúng sử dụng đôi môi của mình vừa để thu hút bạn tình, vừa để dụ dỗ con mồi. Thì mới biết đẹp nó nguy hiểm thế nào các bạn ạ. Cứ chui môi ra, đẹp thì bà yêu, xấu thì bà thịt. Ây da, thiệt là nguy hiểm quá đi đó mà. Rắn dương vật, penis snake. Các nhà khoa học Brazil đã phát hiện được một loài sinh vật mới giống rắn mù và có hình dáng như dương vật của người. Sinh vật kỳ dị được phát hiện sau khi các kỹ sư tiến hành rút nước một đập thủy điện bắc qua con sông Madeira, nối liền với vùng rừng rậm Amazon ở Rondônia, Brazil. Theo tờ Daily Mail, người ta đã tìm thấy tổng cộng 6 con rắn dương vật, mỗi con dài khoảng 1m, dưới đáy lòng sông Madeira. Các nhà sinh vật học khẳng định đây là một loài sinh vật hiếm gặp. Chúng thực ra có họ hàng gần gũi với kỳ nhông và ếch, dù vẻ ngoài trông rất giống rắn. Trước đây, loài sinh vật này từng được bắt gặp lần đầu tiên vào năm 1968. Nhà sinh vật học Julian Chupan, người đang làm việc cho công ty năng lượng Santo Antonio, cơ quan quản lý đập thủy điện trên sông Madeira, cho biết: trong số 6 con mà chúng tôi thu thập được, 1 con đã chết, 3 con đã được thả trở lại tự nhiên và 2 con còn giữ lại để phục vụ cho công tác nghiên cứu. Chúng tôi nhận định loài sinh vật này thở qua da và có thể ăn sâu cũng như những con cá nhỏ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa chứng minh được điều đó.
Cá nhân những người thực hiện top 5 thì đang tiến hành một nghiên cứu về mối liên hệ giữa những con rắn có hình thù nhạy cảm này với những vụ cắt của quy của chồng vứt xuống sông trong thời gian qua. Biết đâu đấy. Trên đây là danh sách top 5 loài động vật có hình thù kỳ dị thực sự tồn tại, phần 1. Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn ấn tượng với loài nào nhất? Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ với bạn bè. Đừng quên subscribe để xem những video mới nhất từ channel của bọn mình. Hiện tại, channel Top 5 Lạ Kỳ có một fanpage duy nhất tại địa chỉ www.facebook.com/Top 5 Lạ Kỳ. Hãy like fanpage và bấm nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Top 10 tựa game huyền thoại trên hệ máy điện tử 4 nút NES. Contra. Khó có thể diễn tả cảm xúc của game thủ khi nhắc đến Contra, một trong những sản phẩm hành động kinh điển mà bất cứ ai gắn bó với hệ máy NES cũng từng chơi qua. Nếu có người đã từng chơi qua bộ máy game kinh điển của NES mà chưa từng chơi qua Contra thì rõ ràng là Dio, hư cấu. Nhập vai hai anh chàng lính biệt kích, Bill Riser chó điên và Lance Bean bọ cạp, lấy cảm hứng từ hai siêu sao phim hành động nổi tiếng nhất thập niên 90 là Sylvester Stallone và Arnold Schwarzenegger. Contra được game thủ đến với những màn chơi thử thách cũng như con chủ đầy ấn tượng.